Dạ, mến chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại ấp 4 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và trước khi quay vào trong lô đất ngày hôm nay thì em sẽ quay con đường đi, nhà cửa dân cư xung quanh cho quý cô chú anh chị nhà mình tham khảo ha. Dạ cái hướng điện thoại em đang quay đây thì sẽ di chuyển ra được đường quốc lộ DT759B nha quý DT759 nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí của em đang đứng đây di chuyển ra đường quốc lộ là khoảng 2,5 km thôi ha. Và ở đây thì là đường nhựa hành lang độ giới hiện tại là 6 m. Và nhà cửa dân cư là xung quanh luôn. Và đất của mình thì cách nhà văn hóa thì chỉ có khoảng 50 m thôi quý cô chú anh chị ha. Nhà văn hóa của ấp 4 á. Và ở đây thì điện cáp wifi thì đầy đủ nè. Có trụ điện của nhà nước ở trên đất của mình luôn. Và đường nhựa của mình hiện tại ở đây thì đường nhựa chưa có thông nha quý cô chú anh chị ha. Và tới phía cuối là cũng còn rất là nhiều hộ dân nhưng mà chưa có thông. Dạ đây là những cái hộ dân kế bên lô đất của mình nha quý cô chú anh chị. Đây ở đây nói chung là nhà cửa là san sát nhau luôn ha. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất nền được 15 mét mặt tiền nha quý cô chú anh chị, và có sẵn một căn nhà tôn nhỏ ở trên đất của mình ha. Và phía sau là có cái chuồng heo, nói chung là chủ nhà không có ở đây nên cũng bỏ chứ không, hiện tại là không có nuôi gì nha quý cô chú anh chị ha. Và ranh đất của mình thì ngay chỗ tay em chỉ ha quý cô chú anh chị, và qua phía bên này là 15 mét và chạy dài một cạnh phía bên này là 48 mét và một cạnh phía bên này là 55 mét, và có sẵn 100 thổ cư cho mình luôn ha. Và có một cái nhà tôn nhỏ ở trên đất thì cái lúc mà quý cô chú anh chị lên mua ha thì bên chủ nhà sẽ kêu địa chính vào và đo ranh cắm mốc lại cho bên mình, nên quý cô chú anh chị mình cũng yên tâm về cái vấn đề đó ha. Và cắm mốc lại bốn bốn mốc cho mình để lúc đó là mình sẽ biết được chính xác là ranh mốc cái lô đất của mình là ở ngay tại đâu nha. Đất của mình thì hiện tại là thuộc hướng Tây Nam nha quý cô chú anh chị, và tổng diện tích lô đất của mình là được 749,7 mét vuông, và hôm nay chủ gửi em bán với giá là 460 triệu nguyên sổ nha quý cô chú anh chị, sổ sẵn cầm tay thì quý cô chú anh chị có muốn công chứng liền thì vẫn được nha. Dạ đây là phía trước nhà của mình nè quý cô chú anh chị ha, có một cái nhà tôn nhỏ giống như cái nhà kho thôi ha, chứ nói chung là giống như chủ nhà là để bỏ đồ thôi chứ không phải là cái nhà cố định ha. Nhưng mà trong nhà là có điện nè quý cô chú anh chị, nhưng do chủ nhà không có ở nên điện hiện tại là cắt rồi ha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị muốn mua lô đất này để ở thì mình có thể là nối nối điện lại nha quý cô chú anh chị, câu điện ra cái trụ điện chính ha. Trụ điện chính trên đất của mình thì cũng có luôn rồi ha. Chung là đất của mình thì hiện tại là mình bán đất trống thôi quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có lên xem đất thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi thông tin, sổ sách, hình ảnh, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Và hiện tại thì em đang đứng đây là trên một cái nền nhà cũ, nhưng quý cô chú anh chị hồi xưa là có nhà đây ha. Nhưng mà chủ nhà không ở nên phá dỡ ngôi nhà đi rồi ha. Và phía sau đất của mình là có một cái chuồng heo nè ha. Đây, quý cô chú anh chị thấy là cái chuồng heo thì mình cũng bỏ rồi ha. Nói chung là chủ nhà không có ở đây nên cho nhà hàng xóm người ta là nuôi nhờ đúng quý cô chú anh chị. Đây là phía sau vườn của mình. Thì nếu mà từ vị trí của em đang đứng đây ha, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 163 km nha quý cô chú anh chị. Và di chuyển về Bình Dương là khoảng 107 km ha. Và di chuyển về Đồng Xoài là khoảng 66 km thôi quý cô chú anh chị ha. Và đất của mình thì hiện tại là phủ hồng toàn bộ hết đất, phủ hồng thổ cư đó quý cô chú anh chị, toàn bộ đất luôn. Không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không có màu mã gì ở trên đất ha. Và phía sau này thì có một cái ổi nè. Đây, chuồng heo ha. Và ở sau đất của mình thì có một ít chuối nha quý cô chú anh chị ha. Chuối xứ đó. Đây, phía sau đất của mình đây ha. Có một ít chuối xứ. Đây, nói chung là đất của mình phía bên này thì nhà hàng xóm người ta rào hết, nên nhìn ranh đất cũng khá là rõ ràng rồi đó quý cô chú anh chị ha. Và đất của mình là dài tới phía sau luôn. Đây là vườn chuối của mình nè quý cô chú anh chị ha. Đây là phía sau đất của mình. Cuối đất này quý cô chú anh chị.
Đây, nói chung là lô đất của mình thì là đầu đuôi bằng nhau ha. Có một ít chuối và có một cái căn nhà tôn nhỏ và có cái chuồng heo. À, nói chung là mình mua về ở thì có thể xây nhà và có chuồng trại sẵn cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị thiện ý muốn lên xem đất thì nhớ là liên hệ với em qua số điện thoại em có ghi trên video ha. Và em sẽ nói lại thông tin một lần nữa nha quý cô chú anh chị. Lô đất của mình được 15m, dài một cạnh 48, một cạnh 55m và có sẵn 100 thổ cư. Và chủ gửi em bán với giá là 460 triệu nha quý cô chú anh chị ha. Thì đất của mình thì em cũng quay là từ ngoài vào trong lô đất của mình cho quý cô chú anh chị xem toàn bộ rồi. Thì nếu mà quý cô chú anh chị thấy phù hợp với cái nhu cầu của mình thì là đừng bỏ qua cái video ngày hôm nay của em nha. Dạ thì em cũng quay hết đất cho mình xem rồi ha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có yêu thích lô đất này thì nhớ alo cho em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi mọi thông tin chi tiết hình ảnh cho quý cô chú anh chị xem ha. Và em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.